Từ hoài bão của 13 nhà khoa học trẻ, FPT đã trở thành công ty công nghệ thông tin và viễn thông số 1 Việt Nam. Ngày 13 tháng 9, FPT được thành lập với 13 thành viên. 1994, thành lập trung tâm hệ thống thông tin, nay là công ty hệ thống thông tin FPT. 1997, thành lập trung tâm dữ liệu trực tuyến, nay là công ty cổ phần viễn thông FPT. 1999, khai trương trung tâm phần mềm chiến lược số 1, nay là công ty phần mềm FPT. 2005, là công ty công nghệ thông tin Việt Nam đầu tiên thành lập pháp nhân tại Nhật Bản. 2014, sáp nhập công ty RWEIT Slovakia. 2018, mua 90% cổ phần của Intellinet. 2020, thành lập FPT Smart Cloud. 2021, sáp nhập Base.vn. 2021, thành lập FPT Digital. Hoạt động trong 3 lĩnh vực cốt lõi, công nghệ thông tin, viễn thông và giáo dục. Sau 35 năm thành lập, FPT đã có mặt tại 29 quốc gia vùng lãnh thổ với 8 công ty con và 2 công ty liên kết. Năm 2022, doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt tăng 23,4% và 20,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu từ dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài tăng trưởng 30,1%. Đặc biệt, doanh thu khối công nghệ đạt 1 tỷ đô la Mỹ. Lần đầu tiên doanh thu ký từ thị trường nước ngoài đạt xấp xỉ 1 tỷ đô la Mỹ. Tháng 9 năm 2022, FPT đã cho ra mắt dòng chip y tế, đưa Việt Nam vào danh sách số ít quốc gia sản xuất được chip. FPT không ngừng mở rộng quy mô toàn cầu, khai trương 4 văn phòng mới tại Mỹ, Đan Mạch, Nhật Bản và Thái Lan. Trong nước, FPT tiếp tục song hành chuyển đổi số với các doanh nghiệp lớn như Thiên Long, Tân Long, Flamingo, Anza, Vinasit, Cotecons, EVN, Genco 1, Ba Huân, ký kết về chuyển đổi số với 14 tỉnh thành, nâng tổng số địa phương hợp tác với FPT lên con số 25. Một phần tư thế kỷ qua, FPT đã phủ sóng viễn thông khắp 63 tỉnh thành phố, sở hữu 9.200 km tuyến trục xương sống Bắc Nam và các tuyến cáp quốc tế, cung cấp hệ sinh thái dịch vụ toàn diện tới hàng triệu hộ gia đình và hàng chục triệu người dùng. Hiện FPT là nhà cung cấp trung tâm dữ liệu Data Center lớn nhất Việt Nam. Trong năm 2022, FPT Education mở rộng hàng loạt điểm trường mới. Tổ chức giáo dục FPT, FPT Education vượt mốc hơn 100.000 người học quy đổi trên toàn hệ thống, trở thành đơn vị giáo dục quy mô mega với hệ sinh thái hoàn thiện, phủ rộng từ tiểu học lên tới sau đại học. Những giải thưởng nổi bật năm 2022: Công ty nổi bật châu Á, Top 3 doanh nghiệp Việt Nam có điểm quản trị công ty tốt nhất ASEAN, Top 5 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất, môi trường làm việc tốt nhất tại Nhật Bản, Mỹ, Singapore, đạt chuẩn đại học toàn cầu về phát triển bền vững. Bước vào năm 2023, FPT hướng đến chiến lược mang tên DC5135 với mục tiêu kiến tạo hạnh phúc cho mọi người và thành công cho mọi tổ chức doanh nghiệp.